Công an huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá và bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp hộp đen của ô tô đầu kéo khi dừng đổ nghỉ bên đường. Trước đó, ngày 20 tháng 7, từ trình báo của một lái xe quê Nghệ An về việc bị trộm lấy mất một hộp đen của xe ô tô đầu kéo khi dừng nghỉ tại thị trấn Ngàn. Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được nhóm đối tượng khi chúng đang lẫn trốn tại thành phố Huế gồm Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Hậu và Võ Thành Nam. Các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên thì từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7, nhóm đã trộm 16 hộp đen xe đồ kéo khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế với tổng giá trị khoảng 460 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định các đối tượng bán tài sản trộm được cho Phan Thị Phượng, 47 tuổi, trú tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hòa sơn hậu nam về tội trộm cắp tài sản và bắt tạm giam phượng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hiện công an huyện can lộc đang liên hệ với các bị hại để tố giác tội phạm và nhận lại tài sản